Kính thưa các quý vị, vừa rồi chúng ta được thưởng thức các tiết mục piano thanh nhạc rất tuyệt vời của các bạn học viên Trung tâm Piano Khánh Nhung đến biểu diễn. Để tiếp tục chương trình báo cáo kết quả học tập, sau đây Minh Thịnh xin được kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Con Cò, âm nhạc Lưu Hà An do cô giáo Minh Thịnh thể hiện, biên đạo múa cô giáo Thúy Ngà cùng các bạn học viên lớp Trung tâm Piano Khánh Nhung trình diễn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.
trời thức.